Xin chào tất cả anh em. Video ngày hôm nay bên em có test hai cục đẩy công suất lớn. Đây là mẫu đẩy chuyên làm sự kiện. Thì anh em có thể thấy một cục đẩy 2 kênh size 3 ohm, công suất cho ra là 1500W một kênh ở 8 ohm, TD1500 đến từ thương hiệu lớn Acoustic. Đây là một trong mẫu đẩy rất là cao cấp của bên em, sẽ chơi ra một cặp súp kép 50 từ 220 coi 100 và một cục đẩy 4 kênh D4150 cũng đến từ thương hiệu lưới Acoustic, công suất cũng cho ra là 1500W một kênh nhân với 4, tức là một kênh anh em sẽ chơi ra một cặp bát 40, rất là hợp lý. Và combo này hôm nay sẽ gửi đến cho một bác khách hàng ở Đà Nẵng. Tổng hai thiết bị này đang có giá là 27 triệu. Anh em mua lẻ thì cục đẩy D4150 đang có giá là 14 triệu 500, còn cục đẩy TD1500 đang có giá là 12 triệu 500. Em không có giấu giếm về giá cả hết em nhé. Còn chất âm mình như thế nào, bây giờ anh em cùng đeo tai nghe và cảm nhận chất âm thực sự của hai cái mẫu cục đẩy này của bên em. Quá căng đúng không ạ? Rất là chắc, tiếng bass nghe rất là chắc, rất là lực. Em đang kết hợp cùng lân tiếng F9000. Con lân tiếng giá khá là rẻ, chỉ có 1.850.000 để cắt súp em nhé. Quá đa tài đúng không? Anh em phải đeo tai nghe thì mới cảm nhận được chất âm rõ ràng của hai cục đẩy này. Đây là đánh full anh em nhé, đẩy 4 kênh Debo 1 đánh full, còn cục đẩy TD1500 sẽ chơi súp, đánh một cặp súp kép 50 kia, ok chưa? Một cặp súp kép 50, quá gấu luôn, ok chưa? Tăng full lên này. Một kênh này sẽ chơi ra một cặp full bass 40 hoặc là một cặp full bass 30, rất là hay. D4150 đang có giá là 14 triệu 500, còn cục đẩy TD1500 đang có giá 12 triệu 500. Tiếng rất là hay, tiếng rất là chắc lực và nghe rất là gọn đúng không ạ? Đây là hai mẫu đẩy làm sự kiện đẳng cấp nhất hiện nay của bên em. Thì anh em quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Hàng lúc nào cũng là hàng mới em nhé và luôn luôn có sẵn. Ok chưa? Quá hay. Một bản nhạc không lời. Cục đẩy D4150 rất là nhỏ gọn, anh em thấy không, nó mỏng như một con lân tiếng này thôi, mỏng như con lân tiếng,
và nó rất là nhẹ, chỉ tầm 10kg thôi. Còn cục đẩy TD1500 này nặng tầm 35kg. Ok chưa? Đây là hai mẫu đẩy rất là hay, tốt nhất để cho em làm sự kiện đám cưới, độ bền cao, tiếng hay, uy lực. Ok chưa? Anh em quan tâm đến sản phẩm nào liên hệ trực tiếp với bên em. Kết hợp cùng lưng tiếng F9 và là suất 5.0. Lưng tiếng giá khá là rẻ, chỉ có 1.850.000. Thì ok, cái này thì em cũng không cần quảng cáo nhiều, anh em cũng nghe rồi đúng không ạ, anh em cũng tự đánh giá được chất âm của hai cục đẩy này. Các bác nào có nhu cầu thì anh em liên hệ trực tiếp với bên em, bên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho tất cả các bác. Thì video này em xin dừng tại đây, bây giờ sẽ đóng hàng vào và gửi đi cho bác khách hàng của bên em. Cảm ơn bác cũng đã tin tưởng và mua hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.